Xin chào các bạn, đây là bình giữ nhiệt Hàn Quốc có hiển thị nhiệt độ trên nắp. Bình giữ nhiệt được làm từ inox 304, có khả năng giữ nóng được khoảng 10 đến 12 tiếng, giữ lạnh khoảng 20 đến 24 tiếng. Với bình giữ nhiệt này, mình có thể dùng để pha trà, cà phê, đựng sinh tố hay bất cứ một thức uống nào mà bạn thích đem theo đi học, đi làm, đi chơi, đi thể dục. Rất sạch sẽ, an toàn và vô cùng tiện lợi. Hôm nay thì mình sẽ dùng để pha một ấm trà. Đợi cho trà ngấm. Nhiệt độ bây giờ là 92 độ. Bây giờ thì mình sẽ rót trà ra. Với bình giữ nhiệt này, mình đã có sẵn một khay lọc trà, bởi vậy bã sẽ không theo ra ngoài. Vị rất là thơm ngon. Cùng mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.